Quý vị và các bạn thân mến, dự báo do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, trong đêm nay và ngày mai ngày 1 tháng 2, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm và rét hại, vùng núi cao có nơi xảy ra sương muối và băng giá. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai ngày 1 tháng 2. Dự báo khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 11 đến 13 độ, có nơi trên 13 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 24 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trời rét đậm và rét hại. Vùng núi cao ban đêm có khả năng xảy ra sương muối và băng giá, nhiệt độ thấp nhất là từ 9 đến 11 độ. Có nơi dưới 4 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trời rét. Vùng núi có nơi rét đậm và rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối và băng giá vào ban đêm. Nhiệt độ thấp nhất là từ 9 đến 13 độ. Vùng núi có nơi dưới 8 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 21 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ. Xuống đến thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Nam trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm và rét hại. Nhiệt độ thấp nhất là từ 9 đến 13 độ, phía Nam có nơi trên 13 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 21 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là từ 21 đến 24 độ, ở phía Nam là từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 26 độ. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 24 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ. Riêng miền Đông có nơi lên đến 34 độ.